Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu từ giờ. Tài xế chống BOT bẩn Hà Văn Nam bị tuyên 30 tháng tù giam. Việt Nam bắt giữ 2 người vận chuyển 30 con TT sống từ Lào. Hơn 4.460 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7 năm 2019. Trong phần thời sự chúng tôi có bài liên quan đến dự án làng đại học treo khiến người dân sinh sống quanh đó khốn đốn không biết đi về đâu. Ngoài những mẩu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, ông Hà Văn Nam, một người hoạt động từng nhiều lần phản đối các trạm BOT đặt không đúng vị trí trên khắp cả nước, vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tuyên 30 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng vào sáng ngày 30 tháng 7. 6 người khác gồm các ông Nguyễn Quỳnh Phong, Lê Văn Khiển, Nguyễn Tuấn Quân, Vũ Văn Hà, Ngô Quang Hùng và Trần Quang Hải phải lãnh nhận các mức án từ 18 tháng đến 36 tháng tù giam với cùng một tội danh sau khi cùng nhau phản đối trạm BOT ở Phả Lai. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Hà Văn Nam cho biết qua điện thoại như sau. Tại tòa thì tôi có nói rằng là Hà Văn Nam không có tội, tại vì là cái mục đích là đi khiếu lại để đòi hỏi cái quyền lợi thôi, chứ không phải là có cái mục đích là gây ra tắc giao thông. Cái việc tắc giao thông là lỗi một phần là do cái trạm BOT và do các cái tài xế khác, chứ không phải là do cái động cơ mục đích của Hà Văn Nam. Anh cũng có nói rằng là cái việc anh đi giúp đấu tranh về cái đòi hỏi cái quyền lợi để giúp người dân thôi. Cái chuyện ách tắc giao thông là ngoài ý muốn của anh ấy. Người ta buộc tội là anh ấy sử dụng các cái tài xế và chặn các cái làn xe đi qua trạm để gây ách tắc giao thông. Trạm thu phí BOT Phả Lại được đặt trên quốc lộ 18 thuộc huyện Quế Võ, được phép thu phí từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người dân qua trạm cho rằng việc thu phí với tài xế ở địa phương là sai, nên tập trung phản đối. Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2018, ông Hà Văn Nam gọi điện cho Nguyễn Quỳnh Phong, nói đã xem clip về việc người dân phản đối thu phí, hẹn khi rảnh sẽ về giúp. 2 ngày sau, nhóm 7 người nói trên tập trung tại BOT Phả Lại cùng khoảng 100 người khác, đồng thời dừng ở lần thu phí gây kẹt xe khiến lãnh đạo trạm là ông Mạc Tuấn Long phải gặp mặt đối thoại. Sự việc được cho là đã khiến BOT phải xả trạm, không thu phí nên chịu thất thoát hơn 23 triệu đồng. Vì vậy, ngoài hình phạt tù, tòa án cũng buộc các bị cáo bồi thường khoản tiền này và ghi nhận họ đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Một số bạn bè và những người ủng hộ ông Hà Văn Nam sáng 30 tháng 7 cũng đến để tham dự phiên tòa nhưng không được phép cho vào sân Ủy ban Nhân dân xã Đào Viên, huyện Quế Võ, nơi tổ chức phiên tòa lưu động xử các bị cáo. Bà Đặng Thị Huệ, người từng tham gia với ông Nam phản đối các BOT đặt không đúng vị trí, tường thuật lại vụ. Tất cả đều bị đứng ở ngoài anh ạ, và họ dùng tất cả các cái lực lượng về cơ động và trật tự để ngăn cản cái quyền giám sát của người dân. Tôi có hỏi nhưng tất cả đều im lặng và nói rằng là làm theo sự chỉ đạo. Còn tất cả những người đấy họ chỉ là làm theo sự chỉ đạo thôi, còn họ không có quyền quyết định. Ủy ban Nhân dân xã Đào Viên thuộc một xã thuộc huyện Quế Võ và cách xa cái BOT Phả Lại khoảng tầm 10 km anh ạ. Chỉ có một người mà đã được cầm cái được nhận được cái giấy triệu tập của tòa án, còn ngoài ra là không ai được vào cả. Cũng theo nhận xét của bà Huệ, bản án mà Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ tuyên đối với ông Nam là một bản án dành cho những người đang đòi quyền lợi hợp pháp, hợp hiến. Thì quan điểm của tôi là người ta là người vô tội, nhưng mà khi mà tòa đã tuyên án là họ có tội thì tức là họ phải chấp nhận một cái bản án không đúng theo cái đúng trình tự của pháp luật và họ đang là án oan. Hồi tháng 5 năm nay, thì Ân xá quốc tế công bố một bản danh sách gồm 128 tù nhân lương tâm hiện vẫn còn bị chính quyền Việt Nam cầm giữ vì các hoạt động ôn hòa của mình. Thưa quý vị, Công an Hà Tĩnh hôm 30 tháng 7 cho truyền thông trong nước biết là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 người vận chuyển lậu 30 con tê sống từ Lào về Việt Nam. Theo Công an Hà Tĩnh, 2 người bị bắt là một cặp vợ chồng có tên Phan Văn Dũng và Đặng Thị Lai. 2 người bị bắt vào khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 7 khi đang lái xe chạy hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn. Công an đã bắt dừng xe khám xét và phát hiện trên xe 30 con tê sống có khối lượng khoảng 140 kg. Chủ xe Phan Văn Dũng cho biết 2 người đã nhận vận chuyển thuê số tê này từ một người không rõ lai lịch ở Lào về Việt Nam để nhận tiền công. TT là động vật quý hiếm. Vảy TT được nhiều người ở Việt Nam và Trung Quốc cho rằng có tác dụng chữa bệnh. Đây cũng là loại động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, việc săn bắn, buôn bán và vận chuyển lậu một con TT có thể bị phạt từ 1 đến 5 năm tù và phạt tiền từ 500 triệu đồng lên đến 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, có ít nhất là 2 người chết và 3 người bị thương trong vụ lở đất gây sập nhà ở tỉnh Hà Giang trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua. Truyền thông trong nước dẫn nguồn từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Hà Giang cho biết như vậy vào hôm 30 tháng 7. Theo Ủy ban, 2 nạn nhân bị thương rất nặng là một phụ nữ 28 tuổi và con gái 11 tuổi. Cơ quan chức năng mới chỉ xác định được danh tính của 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất. Người còn lại hiện vẫn chưa được biết. Vụ lở đất xảy ra do mưa lớn tại nhiều vùng ở Hà Giang. Mưa lớn và lở đất đã khiến giao thông trong tỉnh bị ảnh hưởng, nhiều cây cầu bị hư hại nặng. Trong khi đó, Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên mới đây cho biết, mưa lớn đã xuất hiện ở một số huyện của tỉnh miền núi phía Bắc này với lượng mưa đo được từ 33 đến 42 mm. Từ đầu năm 2019 đến nay thì cả nước chỉ nhận có 105.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 10 người tử vong. Sốt xuất huyết được cho là sẽ tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm 2019. Do đó, Bộ Y tế đã lập 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 30 tháng 7. Để tăng cường phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu giám đốc các sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, huy động mọi nguồn lực để đáp ứng công tác phòng chống dịch, không để dịch lan rộng và kéo dài. Trong một diễn biến khác, hôm 29 tháng 7, nhóm nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh sốt xuất huyết của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông trong nước biết việc nghiên cứu vaccine chống sốt xuất huyết Dengvaxia tại Việt Nam hiện đã hoàn tất. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang tiến hành tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Sau đó, Bộ sẽ thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia để đánh giá, nghiệm thu kết quả và chờ cấp phép lưu hành. Tại Việt Nam, từ năm 2011, nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh được giao thực hiện nghiên cứu trên 2.336 trẻ ở độ tuổi từ 2 đến 14 tuổi tại thành phố Long Xuyên, An Giang và thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Đến hết năm 2018, thì công ty Sanofi Pasteur đã đăng ký lưu hành vaccine Dengvaxia ở 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia cấp phép cho Dengvaxia đều khuyến cáo chỉ được tiêm vaccine cho người đã nhiễm trước đó và được xác nhận bởi kết quả xét nghiệm hoặc thông qua kiểm tra huyết thanh trước khi tiêm phòng. Thưa quý vị, trong tháng 7 thì số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam đã tăng hơn 6%, số người chết tăng 7%, số bị thương tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018. Truyền thông trong nước loan tin này dẫn nguồn từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết như vừa nêu. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, cả nước đã xảy ra hơn 1.400 vụ tai nạn giao thông, với hơn 800 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và hơn 620 vụ va chạm giao thông, làm chết hơn 650 người và từ 460 đến 640 người bị thương từ nhẹ đến rất nặng. Đặc biệt trong tháng 7 đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng như vụ tai nạn xe khách tại Quảng Ninh làm 2 người chết và 18 người bị thương, vụ tai nạn xe khách tại Nghệ An, 1 người chết và 14 người bị thương. Và đặc biệt, 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại Hải Dương, làm 7 người chết và 2 người bị thương. Trong tháng 7 năm 2019, cả nước xảy ra hơn 9.820 vụ tai nạn, hơn 4.460 người chết và hàng ngàn người bị thương. Đặc biệt, theo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn dẫn đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy tại Việt Nam, thì gần 40% các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có rượu bia. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại sẽ công bố kết luận chính thức về vụ Asanzo. Truyền thông trong nước đưa tin này vào hôm 30 tháng 7. Tại buổi họp báo về triển khai công tác chống buôn lậu 6 tháng cuối năm diễn ra sáng ngày 30 tháng 7 ở Hà Nội, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại cho biết, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống hàng giả đã giao Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng phối hợp làm rõ vụ Asanzo và ngày 30 tháng 8 sẽ có kết luận chính thức. Ông Thế cho biết thêm, hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, nếu Asanzo có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu Việt Nam và lợi ích người tiêu dùng. Trước đó cũng tại buổi họp báo, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, Bộ Công Thương đã hoàn tất dự thảo văn bản quy định tiêu chí xác định thế nào là hàng Made in Việt Nam, tiêu thụ nội địa. Dự thảo này sẽ được công bố và lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 8. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFA Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, thưa quý vị, ruộng đồng bỏ hoang, nhà cửa xuống cấp mà không thể sửa chữa và xây dựng mới vì nằm trong vùng quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Dự án treo này suốt hơn 20 năm qua khiến dư luận xã hội bức xúc. Người dân vùng quy hoạch than thở vì sống quá khổ sở, đi không được mà ở cũng không xong. Phóng viên chúng tôi có mặt tại hiện trường và có bài gửi về sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ rộng rãi. Hầu hết các hộ dân khi chia sẻ với chúng tôi đều chung một ý là từ khi dự án Làng Đại học Đà Nẵng xây dựng đường vành đai Nam Kỳ khởi nghĩa và đường cống thoát nước bao bọc thì độ khoảng 5-6 năm trở lại đây, đất đai trong vùng trở nên khô cằn vì thiếu nước, mùa vụ liên tiếp thất thu nên nhiều hộ dân phải bỏ hoang ruộng đồng để đi kiếm việc làm khác. Bà Liên có đất ruộng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đang thu hoạch mè, nói trước đây việc làm nông của bà con nơi đây có ăn lắm. Khi chưa khoanh vùng quy hoạch dự án thì một mùa vụ bà con có thể thu được 9-10 bao đậu, gấp đôi hiện tại. Thế nhưng mà ngon cái hồi mà dự án treo đi đây với lại cái con đường vậy đó, rút nước đi mua hết, chỉ luồn tấp bệ lắm, không được. Nên năm múa là tôi luồn có 1 4 mà tôi tưới nước ở cũng có mà tháng rưỡi hà luôn đó, nhổ có nam bua đạo sạch sạch. Đó, trước ở đây lùi những người 50 người họ sống như người cái dưa lùi nhưng mà cái đạo như này được lắm, họ sống lại đủ người trừ tôi muốn khô quá họ lùm cũng không được, cái họ bảo họ đi lùm cây xanh những đồ nữa đi lùm hết cái lùm không được cái họ bảo họ đi lùm chứ họ bỏ đất bỏ quần. Ngồi nghỉ dưới ánh nắng trưa hè, bà Im cũng ở phường Hòa Quý nhìn đám ruộng thiếu nước của gia đình mà không tránh khỏi bức xúc khi nghe chúng tôi hỏi những vấn đề liên quan đến quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã để treo suốt hơn 20 năm qua. Ba hầu lùm lúc còn hầu khô ron luôn. Cái đầu cây gọi được lùm được cái mấy cái cắm của nó là lùm sao quá trời của những khô ron luôn. Còn gió tỏa là đoạn bên nó gió tỏa hết rồi còn là máy rồi đó cái đẻ y nữa đó rồi bỏ bò ăn chứ không lùm. Chúng tôi thắc mắc tại sao việc dự án làm cống thoát nước lại khiến cho đất đai trồng trọt thiếu nước khô cằn. Bà Trái giải thích. Đồ con mương nó sao quá. Không xài cái cắm chứ mà không xài theo mặt đất này á. Hay quạt thấp luôn xí thì được. Cái này lùm mà người to đi chứ nó được luôn. Đó, đây chỉ là không hút hết cái nhị đất này. Lùm mô là hắn hãng cái mặt nước đây á. Lẫn mắt cái đất này hầu chịu lùm ha, nhổ đạo. Đó là tỉa dưa à. Lùm bóng màu à, lùm miết không. Đất không mà không. Ông Côi ở phường Hòa Quý chia sẻ thêm rằng bản thân không có làm nông nhưng cha mẹ làm. Trước đây vùng đất này là một vùng giữ nước, thuận theo tự nhiên. Khi mưa xuống đất đai giữ nước thì bà con gieo giống, đến khi nước cạn thì bà con thu hoạch. Thì dự án là bà con họ nghĩ là khi bắt đầu làm con đường đó, là bắt đầu cả khu vực này họ trồng trọt đó là cũng bị ảnh hưởng đến cái mạch nước là sao đó. Thế chú thì chú cũng không nắm chắc được cái chuyện đó, nhưng mà cứ nghĩ là vậy. Để giải quyết bài toán khô cạn nước, nhiều hộ dân có đất trồng trọt trong vùng quy hoạch dự án đã góp tiền lại mua máy bơm nước để phục vụ tưới tiêu. Thì nói chung ở đây nhà chú thì không đáo, nhưng bà con họ không có tiền nhiều, họ chỉ 4-5 nhà họ tập trung đấy, họ đóng một cái máy, rồi nhà này tưới ngày này, rồi nhà kia tưới ngày khác, thay phiên nhau để tưới để giữ lại cái cây trồng của họ. Tuy nhiên bà con lại gặp nan giải khác là việc kéo đường dây điện. Chính quyền địa phương lại không giúp đỡ bà con với lý do đi đáng giếng để cho hỗ trợ. Đây lên có con đường kia kìa, con đường đó đi vô trong này mà mấy hồi đào mấy ông lúc cái cho xà cái mấy ông kêu trừ thôi giỏ tỏa rồi không cho. Rất nhiều cuộc họp bà con phường Hòa Quý mong chính quyền địa phương giúp kéo đường dây điện, chứ để bà con tự kéo quá tốn kém. Nhưng chính quyền địa phương chỉ nói cho qua. Cuối cùng bà con phải kéo đường dây dùng tạm điện sinh hoạt từ nhà những hộ dân lân cận để dẫn điện vào máy bơm nước. Một phụ nữ ở phường Hòa Hải nhưng còn đất dính vào vùng quy hoạch dự án ở phường Hòa Quý nói: "Giả tỏa thì cô còng hơi trăm máy trừ chỗ vì khòn đó để khòn hùa đó chứ không giả tỏa cái bác đào là họ đổ đất cái này, họ đổ đất xuống họ lắp còng phỏng cắm đó cái trừ đất đỏ xuống là cô lùn không được luôn, trừ cô bỏ luôn đó, cô tía đầu đen cũng cháy mà đầu phụng cũng cháy." Ngồi giữa đám đất trồng trọt của gia đình đang khô cằn vì dính vào quy hoạch dự án treo quá lâu, bà Hiệp than thở: "Mùa vụ mắc trang đi ra có lùm được cái tiền này. Ra đi lụm thợ lụm đồ rồi còn kiếm gì sống qua ngà đó, chứ còn dân lụm năm xăm này thôi chị, như bọn tôi giờ này không biết lụm gì rồi cũng nghĩ sợ thôi lụm được thì kiếm mua rồi đâu tram rồi mua có mua mám đồ tiêu chứ trừ rồi không biết gì bón hết trơn. Cá chị một cá bón, như ra ra lùm cá mà không thâu." Chính quyền Quảng Nam và Đà Nẵng cho biết, dự án làng Đại học Đà Nẵng treo hơn 20 năm qua là do thiếu hụt vốn và thay đổi quy hoạch phát triển, nên ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ triển khai xây dựng dự án. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Giáo dục và Thời đại, ông Huỳnh Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý, cho biết địa phương có gần 900 hộ nằm trong khu quy hoạch dự án làng Đại học Đà Nẵng. Dự án treo kéo dài khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và công tác quản lý nhà nước tại các khu dân cư cũng gặp nhiều bất cập. Tuy nhiên, cuộc sống thiếu thốn và khó khăn của bà con nằm trong vùng quy hoạch làng Đại học Đà Nẵng không chỉ ở mỗi vấn đề đất đai khô cằn, ruộng đồng bỏ hoang vì thiếu nước và điện, mà còn ở chỗ nhà cửa xuống cấp không được xây dựng mới, không được cơi nới. Nếu muốn sửa chữa thì phải làm giấy xin phép, phải đợi chờ chính quyền địa phương đồng ý hay không, rất tốn công sức và mất thời gian. Không được, sai cũng không được. Nó nằm trong cái vùng này là không được. Nhiều lúc tôn rách hết mà lợp lại họ cũng không cho nữa. Nhiều lúc họ khó khăn đi xin xỏ đồ khổ. Còn nếu các hộ dân tự ý sửa chữa hay làm mới lại nhà cửa thì sẽ bị lực lượng chức năng địa phương đến ngăn cản. Bên nhà cô này thì hùng nói trừ thì cứ ở núi là cứ núi dở tỏa hùa đó tao, chứ còn mấy đứa con là nhà là không, chứ không có kiểu là như cái nhà mà nhà đông nhà đó, con lớn mà cũng không cho lùm để lùm phàn phòng phiến rồi để xem cho con ruộng ở nới lại xem đi, con ở mà không cho lụm không cho náo rồi. Còn mỗi lần cái nhà mà tàu mà sập mà xỉa mà xin cũng họ nói rồi mà xin thêm với cho mấy người mà để mà tông quý lợp dở ra tông lợp được không được là đó là Hà Nam đây, Hà Văn Nam đi không bổ cho mấy Nam, bổ là ông ba tút đào hết. Hà Nam đây, mấy Nam đi không bổ, cũng đỡ. Dân khổ đủ thứ khổ hết. Các hộ dân ở phường Hòa Quý không biết chừng nào dự án mới tới giải thoát cho mình, nên hiện tại phải sống chờ đợi. Bởi đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Thời gian dự án treo kéo hơn 20 năm, chừng ấy khoảng thời gian hơn ngàn hộ dân nằm trong vùng quy hoạch, sống trong điều kiện nhà cửa hết sức bức bí. Nhiều hộ dân chịu không nổi, đã bỏ nhà thành hoang phế. Chứ còn nhà cô là hồi nớ hồi xưa đến trời kìa, cũng có đổ hồng tắm nhỏ nhỏ rồi trời có sập có xỉa chứ cũng để ở tao nuốt cái gió tỏa mà lùm ra mà tiền mua mà lộn. Mà lồn ra còn chinh nó thì lồn ra thì mấy ông không cho, mà không có tiền giam mượn gì sập sỉa mình chơi. Thì mượn cái mơ móc giỏ tỏ cái tiền mua, rứa ra rồi họ cũng để họ cứ chần chờ. Gia cảnh nghèo khó, nhà cửa xuống cấp không sửa chữa được, tuổi cao sức yếu. Nhưng bà Hiệp còn phải nuôi một người con trai năm nay đã 49 tuổi mắc bệnh tâm thần. Đà Nẵng nhiều năm qua đã đẩy mạnh thành tích toàn dân thoát nghèo, nên hộ gia đình bà Hiệp dù thật sự khó khăn nhưng vẫn phải thoát nghèo. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều phúc lợi dành cho người nghèo sẽ bị cắt. Bà Hiệp thốt lời kêu cứu đến chính phủ. Vì bố là ông chính phủ là làm rang để cho con dân để mà gán dụng sống cho kiểu này tát thở đó. Mở ra dân có kêu coi. Kêu mà kêu chính phủ không tới thì kêu ở địa phương ở chính quyền ở phường ở quận đồ đó, đó cũng không giải quyết được. Bà Hiệp cũng như nhiều hộ dân trong vùng quy hoạch đều mong muốn dự án và chính quyền địa phương phải có câu trả lời dứt khoát. Dân trừ cũng ưng là dỡ tỏ mà không dỡ tỏ thì làm cách thế nào để cho con dân để sống lại chứ. Nhưng chứ còn để hành ri thôi. Dân không có cách gì mình sống nổi. Đó. Nhưng mà cũng nguyện vọng là một thì giở tỏa, hai nữa là không giở tỏa thì để cho dân họ xây dựng, họ lùn cái chi để họ có tính được. Chứ còn cứ nó hùa đà bố đà nản đồ chi đủ thứ, nói chung là cũng đúng không đúng tới mùa rồi chi rồi xin đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cũng hứa hẹn muốn cái á thì dở tỏa ra thì để cho biết ra con cá đồ cũng lùm rang cái sửa chữa rồi cũng lùm lại cái nhỏ mua nhỏ nhỏ thì ở chứ còn cứ nó không đỡ có sinh sản ra cao đứa này được cháu đứa khóc nữa lùm rồi cái phàn cũng không cho rồi lùm ra náo rồi ít nữa cũng không cho rồi lùm ra cái chuồng hay nuôi đồ mà cô là anh cũng không cho rồi rang. Trời vừa luồn ra trời muốn có đất đó mà để luồn cái nhà trọ để cho họ thuê cũng được, cũng không có cho thuê. Người dân phường Hòa Quý cũng khó lòng chịu đựng thêm. Như lời động viên của đại diện chính quyền địa phương là dân cố gắng để làm ăn, chứ giờ cũng không có khả năng để mà giúp đỡ cho dân. Trời dân cứ bởi mỗi lần hụt là còn ngày là dân họ chi hụt lắm, họ nổn không rồi. Tại vì đang bô như lần đi hụt cũng khiếu nợ về giở tỏa cái khu vực này nó hùa cứ nó hùa nam này qua nam nọ hẹn hùa đó họ trừ ít lắm biết bao nhiêu còn bao nhiêu chục cái nước nhỏ này mà nó hụp là họ đây ở đây có mấy chục cái nước nhỏ thôi mà đi lên hụp là cũng đúng. Trao đổi với chúng tôi bằng tin nhắn, một giảng viên ở Đại học Đà Nẵng nói khi thành lập dự án làng Đại học Đà Nẵng, đội ngũ giảng viên chỉ biết là có đất đó sẽ làm làng đại học nhưng không rõ thực hiện thế nào. Giảng viên thì phần lớn không ai muốn trường chuyển qua đó, chỉ có thể là trường mới thành lập. Vị giảng viên này chia sẻ, không biết đội ngũ giảng viên vào công tác và sinh viên vào học tại làng Đại học Đà Nẵng có được những lợi ích ưu tiên gì. Dự án làng Đại học Đà Nẵng bị treo quá lâu là do kinh phí. Nếu xây mới, hiện đại thì cũng có thể các trường sẽ vào. Hồi mới có dự án mà làm ngay thì các trường vào. Nhưng bây giờ thì các trường không muốn vào nữa vì các trường đã đầu tư khang trang rồi. Nếu đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho dự án làng Đại học Đà Nẵng, thì đây thuộc tầm vĩ mô. Kế hoạch treo thì ở Việt Nam nhiều lắm, nhưng kêu thì cũng chả giải quyết được. Dự án đầu tư xây dựng làng Đại học Đà Nẵng được chính phủ phê duyệt vào ngày 4 tháng 3 năm 1997. Sau gần 22 năm, dự án chỉ có 3 cơ sở được hoàn thiện gồm Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại học Đà Nẵng. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 227 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000, quy mô khoảng 286,5 ha, trong đó có 96,5 ha thuộc phường Hòa Quý, Đà Nẵng. Đây là khu chức năng đặc thù, là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế. Tổng quy mô đào tạo và các khu chức năng phục vụ đến năm 2035 là 66.000 người, gồm 60.000 sinh viên và khoảng 6.000 giảng viên, cán bộ. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khán thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban, Trân Nhi cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.